Ngày hôm qua khi chính thức trở về để khoác áo Dortmund trong một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải năm nay, Jadon Sancho đã phát biểu với giọng điệu đầy hạnh phúc như sau: "Khi tôi bước vào phòng thay đồ hôm nay, cảm giác như trở về nhà vậy. Tôi hiểu rõ câu lạc bộ này từ trong ra ngoài. Tôi luôn rất gần gũi với người hâm mộ ở đây và tôi chưa bao giờ mất liên lạc với những người phụ trách. Tôi không thể chờ đợi để gặp lại các đồng đội của mình, ra sân, chơi bóng với nụ cười trên môi, có được những kiến tạo ghi bàn và giúp câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự Champions League." Giám đốc thể thao của Dortmund Sebastian Kehl cho biết: "Jadon là một người tạo ra sự khác biệt tuyệt đối và tôi mong sớm được gặp lại anh ấy trong màu áo vàng đen. Anh ấy hiểu thành phố này, quen thuộc tại Signal Iduna Park, gắn bó với người hâm mộ và câu lạc bộ của chúng tôi. Mặc dù anh ấy đã không chơi bất kỳ một trận đấu nào ở cấp độ chuyên nghiệp trong những tháng gần đây, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ nhanh chóng ổn định, trở lại với chúng tôi, tìm lại phong độ tốt nhất và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu mùa giải với phẩm chất của anh ấy." Hãy nhìn cái cách mà chân chạy cánh người Anh nói trong bài phát biểu của mình. Hãy nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh và cụm từ trở về nhà rõ ràng là không phù hợp khi anh vẫn còn hợp đồng với Man United. Để từ đó thấy rằng việc Sancho được ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ cho quay trở lại Dortmund khiến cho cầu thủ này cảm thấy được đó như là một sự giải thoát. Nhưng động thái này cũng chính là sự tự giải thoát với Manchester United. Thời gian qua họ đã nuôi một cầu thủ không có nhiều đóng góp cho đội bóng, gặp nhiều vấn đề và nôm na có thể gọi là họ đã nuôi báo cổ trong suốt từng ấy thời gian. Thậm chí ngay cả khi rời đi để tạm về lại với Dortmund, Man United vẫn đang phải trả một phần lương trong tổng số tiền 350.000 bảng một tuần của Sancho. Thế nhưng như vậy cũng là còn hơn so với việc phải ngồi nhìn anh chẳng làm gì tại câu lạc bộ nhưng lại hưởng trọn vẹn số tiền ấy. Có thể nói sau thời đại của Sir Alex Ferguson, Jadon Sancho là một trong những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Anh là bản hợp đồng mà đội chủ sân Old Trafford đã phải theo đuổi trong hai mùa giải mới có thể đưa về. Trên thực tế, sự quan tâm của United đối với Sancho thậm chí còn xa hơn. Bắt nguồn từ cuộc đối thoại với những người liên quan của cầu thủ này trước khi anh rời học viện của Manchester City đến với Borussia Dortmund vào năm 2017. Thế nhưng ai ngờ được đâu rằng càng kỳ vọng bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại lớn bấy nhiêu. Cho đến hiện tại, chắc hẳn nhiều cổ động viên của Nửa Đỏ thành Manchester mong rằng thương vụ đó chưa từng xảy ra. Trong video này, hãy cùng nhìn lại cuộc hành trình của báo cổ Jadon Sancho sau hơn 2 mùa giải tại United. Trong thời gian chơi bóng tại Dortmund, Sancho từng bị bắt gặp tham dự một bữa tiệc tại nhà cùng với các tuyển thủ Anh là Tammy Abraham và Ben Chilwell. Điều đó đã vi phạm các hạn chế về phong tỏa trong thời kỳ dịch Covid. Cả 3 cầu thủ sau đó đều ngồi ngoài trận giao hữu với Chilwell của Tam Sư. Đó là ví dụ điển hình nhất về sự thiếu kỷ luật ngoài sân cỏ đã gây khó khăn cho thời gian của Sancho ở đội bóng vùng rùa. Bên cạnh đó còn có các báo cáo về việc anh thường xuyên đến muộn trong các buổi tập và thậm chí bị phạt 10.000 euro do đi cắt tóc trong thời gian phong tỏa. Nhưng vẻ đẹp vẫn luôn nằm trong mắt kẻ si tình. Man United nhận thức được những lo ngại đó nhưng họ tin rằng đó là do anh cố ý muốn rời đội bóng Đức nên mới hành động thiếu kỷ luật như vậy và cảm thấy họ có thể tạo ra một môi trường tốt, nơi mà cầu thủ sinh năm 2000 muốn cống hiến những gì tốt nhất. Và rồi tại một cuộc họp được tổ chức sau thất bại trong loạt sút luân lưu của United trước Villarreal trong trận chung kết Europa League, những nhân vật chủ chốt tại Old Trafford bao gồm Solskjaer và giám đốc bóng đá mới được bổ nhiệm là John Murtagh đã quyết định ưu tiên ký hợp đồng với Sancho vào mùa hè năm đó. Con số 73 triệu bảng đã được thống nhất giữa các bên để Sancho chính thức khoác lên mình màu áo đỏ khi chuyển nhượng hè năm 2021. Thời điểm đó, truyền thông Anh còn ca ngợi Man United đã khôn ngoan trong chuyển nhượng khi chỉ phải chi ra con số như vậy. Tuy nhiên, sự khởi đầu chẳng hề suôn sẻ khi đến trung tâm Carrington của United đã có biến chứng của việc nhiễm trùng tai nghiêm trọng khiến Sancho phải đến bệnh viện và do đó anh chỉ bắt đầu tập luyện với toàn đội một tuần trước khi bắt đầu mùa giải 2021-2022. Solskjaer thấy rằng ông chưa thể mạo hiểm sử dụng anh trong các trận mở màn trên sân nhà trước Leeds United và trên sân khách sau đó với Southampton. Nhưng đâu mới thật sự là lý do khiến cho Sancho từ một ngôi sao nhận được nhiều kỳ vọng cho đến cái tên bị ruồng bỏ tại đội bóng này? Điều đầu tiên có thể nói đến chắc hẳn là việc anh phải làm quen lại với môi trường mới, những đồng đội mới và cả về mặt chiến thuật. Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic vào tháng 9 năm ngoái, cựu huấn luyện viên Man United là Solskjaer đã tiết lộ rằng anh ấy vô cùng tài năng và chúng tôi chưa thấy những gì tốt nhất của anh ấy. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm được, nhưng anh ấy thích chơi ở cánh trái, nơi Marcus Rashford đang thi đấu.
Sự mâu thuẫn giữa vai trò ưa thích của Sancho ở bên cánh trái và việc United có quá nhiều cầu thủ ở vị trí đó đã khiến cho anh chẳng thể phát huy được hết khả năng trong suốt gần 3 mùa giải tại Old Trafford, dù cho bất cứ ai là thuyền trưởng của đội. Sau thời gian của Solskjaer là đến Ralf Rangnick, ông cảm thấy Sancho là một trong những cầu thủ phản ứng nhanh nhất với phương pháp tập luyện của mình và không ngại khen ngợi tài năng của anh trên các phương tiện truyền thông. Sau khi ban đầu chơi ở vai trò một số 10 dưới thời Ralf Rangnick, Sancho được tin tưởng để được xuất phát ở vị trí cánh trái ưa thích của mình trong phần lớn thời gian còn lại của mùa giải 2021-2022 cho đến cuối tháng 4 do anh bị viêm amidan. Nhưng mặc dù vậy, 3 bàn thắng cùng 3 kiến tạo vẫn là những con số quá khiêm tốn để Sancho được lựa chọn vị trí của mình. Và rồi Erik Ten Hag xuất hiện ở mùa giải năm ngoái, ông lại đưa chân chạy cánh người Anh trở về với một trong những sự lựa chọn bên hành lang cánh phải. Ten Hag ban đầu hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 2000 trong giai đoạn tiền mùa giải và khi bắt đầu chiến dịch. 3 bàn thắng trong 8 trận đấu, bao gồm bàn thắng mở tỷ số của United trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Liverpool đã gợi cho vị chiến lược gia này nhiều sự hứng thú. Tuy nhiên, các thành viên của ban huấn luyện Man United bắt đầu nhận thấy phong độ của Sancho giảm sút sau kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 9 và sự thay thế ở phút 51 trong trận hòa 1-1 cho Chelsea vào tháng 10 là lần ra sân cuối cùng của anh trong 3 tháng rưỡi sau đó. Anh được Ten Hag gửi sang Hà Lan để tập luyện với giáo án riêng trong khi các đồng đội không tham dự World Cup 2022 có mặt tại Andalusia của Tây Ban Nha. Lý do được đưa ra cho điều này là về việc để cho Sancho cải thiện về thể chất và cả tinh thần nữa. Sancho đã trở lại tập luyện và quay lại sân cỏ trong trận bán kết lượt về Carabao Cup với Nottingham Forest vào ngày 1 tháng 2 năm ngoái. Nhìn chung, cả mùa giải 2022-2023, 6 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 26 lần ra sân tại Premier League vẫn khiến cho nhiều cổ động viên cảm thấy thất vọng, nhất là sau một khởi đầu rất hứa hẹn của anh. Vào tháng 9 năm nay, như tất cả đều đã biết, Sancho đã bị loại khỏi đội hình của Man United trong thất bại chung cuộc 3-1 trên sân khách trước Arsenal. Ten Hag đã đưa ra lý do là anh đã không nghiêm túc và hết mình trong tập luyện. Ngay sau đó, ngôi sao người Anh đăng tải một bài viết với nội dung tố Ten Hag đã nói dối và coi mình như một vật tế thần tại sân Old Trafford. Và rồi mọi thứ ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Sancho không chịu xin lỗi, Ten Hag mạnh tay loại anh ra khỏi đội hình chính thức. Anh đã không thi đấu từ thời điểm đó cho đến hiện tại. Tổng kết lại, sau hơn 2 mùa giải chơi bóng cho Man United, 12 bàn thắng và 6 kiến tạo là không đủ để xóa nhòa đi nỗi thất vọng đã để lại. Hợp đồng của Sancho và Man United sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2026, nhưng bao gồm tùy chọn thêm 1 năm. Hiện tại cơ hội để Sancho ở lại Old Trafford dường như rất xa vời, trừ khi Ten Hag bị sa thải trước khi anh bị bán đi. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy vị trí huấn luyện viên người Hà Lan đang bị đe dọa sau khi Sir Tim Ratcliffe tham dự vào đội bóng. Còn với Sancho, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ chỉ mong bán được anh càng sớm càng tốt để thu về phần nào số tiền 73 triệu bảng đã bỏ ra.